14. Bí ký về việc Linh Nham Sơn Tự xây dựng tháp phổ đồng cho tứ chúng, năm Dân Quốc 27-1938. Còn người sống trong thế gian thật sống như huyễn hóa, dốc thọ trăm tuổi cũng chỉ là một khoảng thời ngón tay. Lúc sinh ra cũng tùy theo túc nhân, nhân trong đời trước mà đến. Lúc chết cũng tùy theo hiện nhân, cái nhân trong đời này mà đi. Dẫu sẵn đủ Phật tánh thường trụ bất biến tịch chiếu viên dung, nhưng do mê chưa ngộ nên ngược ngạo nương vào sức công đức của Phật tánh ấy để khởi hoặc tạo nghiệp luân hồi sáu nẻo, há chẳng đau buồn quá đỗi ư? Đức Như Lai thương xót nên khi họ còn sống bèn dạy tu tịnh hạnh để mong bỏ mê về với ngộ, lìa vọng theo về chân ngõ hầu khôi phục Phật tánh sẵn có. Sau khi chết bèn hỏa thiêu thân xác nhằm chỉ rõ sáu trần không có thể, năm uẩn đều là không. Ly thân chứng được diệu tâm thường trụ. Ở Tây vực có bốn cách an táng: một, một là thả trôi trong nước, tức là bỏ trong các sông rạch cho cá rùa ăn. Hai, hai là hỏa thiêu, dùng lửa đốt xác ngõ hầu phá được ngã chấp. Ba, ba là chôn xuống đất, tức vùi kín trong huyệt để thân xác khỏi bị phơi bày. Nước ta thường chú trọng chôn xuống đất, nhưng biển sâu biến đổi, đường đất nhiều lửa thay đổi, đào mộ lộ xương thảm thương tột cùng. 4. 4 là thi lâm rừng thây, tức bỏ xác trong rừng cho chim thú ăn. Nay tại ngoại Mông Cổ bỏ xác trong đồng hoang để nuôi chim thú. Từ khi Phật Pháp chuyển sang phương Đông, tăng chúng đều an táng theo cách hỏa thiêu. Những bậc cao nhân thông đạt sùng tín Phật Pháp đời Đường, đời Tống cũng thường dùng cách này. Vì Phật Pháp trọng thần thức, chỉ sợ đóng chấp thân xác chẳng thể giải thoát được. Thiêu đi thì sẽ biết đấy chẳng phải là ta, không còn đóng chấp nữa. Lại vì người đã khuất tụng kinh niệm Phật, mong họ chứng được pháp thân, Nho giáo trọng hình tích, còn thần thức thằng hài dáng chọn chẳng để ý tới, nên làm quan cách cho bền chắc để mong sắc thân thường còn, chẳng bị biến họa. Hiện nay cả nước mở mang đường tàu hỏa, đường xe hơi, đào lên những hài cốt vô chủ nhiều không thể kẻ xiết thảm thương chẳng nỡ nhìn. Những bậc cao nhân hiểu biết đều muốn sửa đổi cách an táng. Chùa Thiên Ninh ở Thường Châu có tháp tứ chúng phổ đồng, đào một cái huyệt lớn trong chia thành bốn ngăn, phía trên xây tháp bốn mặt, mỗi mặt đều chỗ cửa. Phàm tỳ kheo ni, yêu bà tắc hay yêu bà gì đều đem các túi đựng cốt đặt vào trong những lỗ huyệt. Mùa xuân năm ngoái, chùa Linh Nham dựng tháp này phỏng theo cách ấy, nhưng sửa đổi thành hai loại phổ thông và đặc biệt. Phổ thông là phía dưới đào bốn cái huyệt, phía trên dựng bốn cái tháp, xương của chúng nào thì đặt túi đựng cốt vào trong lỗ huyệt thuộc tháp của chúng đó. Tháp đặc biệt là phía trên dựng khám thờ Phật để thờ Tây Phương Tam Thánh, phía sau là một cái khám nhỏ để thờ bài vị của người nhập tháp. Phía dưới cùng xi măng xây thành tầng ngầm, chia ra hai gian đông và tây. Mỗi gian chia thành bốn khu, mỗi khu nhìn ra hai hướng, mỗi hướng gồm sáu nhóm, mỗi nhóm là bao nhiêu đó ô đựng cốt, tổng cộng là 1.399 ô. Gian phòng thờ được chia thành bốn bộ phận: một là tỳ kheo, hai là tỳ kheo ni, ba là yêu bà tắc, bốn là yêu bà di. Hỏa thiêu xong đựng cho trong hũ sứ, đem từ khám thờ Phật xuống đặt trong tầng ngầm. Nếu đã nạp lệ phí ghi danh sẵn, ước định sẽ đặt vào nhóm nào ô nào thì bất luận nhập tháp lúc nào vẫn xếp theo đúng ước định. Nếu không, người nhập tháp trước sẽ được xếp đằng trước, người nhập tháp sau xếp đằng sau. Phía trên tầng ngầm xây 5 gian nhà lớn, 3 gian chính giữa là khám thờ Phật, phía dưới là tháp đặc biệt, 4 tháp ở phía đông và phía tây, sau khám thờ chính là tháp phổ thông. Hai gian hai bên dùng làm chỗ ở cho vị trông coi nhang đèn, nước nôi và những vị già cả không thể ở chung với chúng được. Chuyên nhất niệm Phật suốt năm để người mất thường được nghe Phật hiệu, phẩm sen tăng cao. Người còn sống đau đớn nghĩ tới vô thường, gấp cầu vãng sanh, âm dương đều được lợi, cùng gọi ân sâu khế lý, khế cơ. Kẻ thấy nghe phát tâm, cùng tu diệu đạo, tâm làm tâm là, ngõ hổ phàm phu sát đất cậy vào Phật lực siêu phàm nhập thánh. Đã dựa vào hải hội, sẽ đoạn hoặc chứng chân ngay trong đời này. Thật là nhân duyên tối thắng để liễu sanh tử, mà cũng là chỗ quy túc tốt lành nhất sau khi hết tuổi thọ. Tụng rằng: Tịnh độ đại pháp môn, mười phương Phật cùng khen, mất còn xin tu trì, chóng được lên bờ giác. 15. Bài ký về chuyện cư sĩ Châu Tử San sanh Tây. Cư sĩ Húy
Dục Ảnh, hiệu Tử Sàn, là cháu đích tôn của vị đại thương gia đất Cát An, tỉnh Giang Tây, tức tiên sinh Châu Phủ Cửu. Mất cha mẹ từ bé do bà nội là Đàm Thái Phu Nhân chăm bẵm thành người, bẩm tánh thông minh sáng suốt, hiếu học ưa tìm tòi, nhân từ hòa nhã, lòng dạ rỗng rang, tự ở hang trống, sanh trưởng trong nhà phú quý nhưng chẳng có mảy may thói quen kiêu căng xa hoa, ra làm quan hoàn toàn chú trọng trung thực, giữ lòng từ ái. Từ bạn đồng liêu, thân hữu cho đến tôi tớ, nếu ai trái ý chưa hề hiện vẻ giận dữ, thốt lời thô tháo, luôn luôn tươi tỉnh hòa nhã, chuyện nghịch xảy đến bèn thuận chịu. Đến khi cáo quan về ở ẩn, đóng cửa ngầm tu dưỡng, ngẫu nhiên đọc nội điển, kinh Phật, nên biết Phật Pháp là căn bản của hết thảy các Pháp thế gian, lẫn xuất thế gian, tạo phước lợi cho xã hội, phổ độ chúng sanh, đều toàn nhờ vào Phật Pháp cả. Vì thế, liền quy y với lão Pháp Sư đến nhà chùa Quán Tông, được đặt pháp danh là Trí Tạo. Từ đấy ăn chay trường niệm Phật, kiêng giết, bảo vệ sanh vật, đối xử người khác bằng lòng khoan dung trung hậu, tự sống đạm bạc. Bạn bè thường vay mượn nhưng chẳng nề hà, hết thảy chuyện lành đều khẳng khái giúp cho thành tựu. Nêu gương giúp kẻ đói rét là chuyện thường làm, thực hiện những điều lành thế gian đều dùng tâm Bồ Đề để hồi hướng, hòng tạo duyên tăng thượng thủ thắng nhất, hòng vãng sanh Tây Phương. Lại thấy lòng người hiểm ác, thời sự mỗi ngày một sai trái, nên càng dốc sức làm lành, lòng ưa chán càng sâu. Năm Dân Quốc 21 1932, tức năm Nhâm Thân, nhằm độ tuổi Trì Mạng 50, ngày 8 tháng 4 gặp đúng hôm Thánh Đản Đức Thích Ca Văn Phật. Vào lúc 7 giờ sáng, ông thị hiện chút bệnh nhẹ, cảm thấy hông lưng đau nhức, bằng người xoa nắn nhẹ nhẹ cho dễ chịu. Tự mình ngồi xếp bằng ngay ngắn hướng về Tây, chuyên tâm dừng niệm A-di-đà Phật. Thành âm rõ ràng rồi cúi đầu qua đời, người nắn lưng, thấy cư sĩ im lặng hồi lâu chẳng ừ hử gì, liền thăm dò hơi thở, nơi mũi mới biết cư sĩ đã bỏ báo thân này, vãng sanh Tây Phương rồi. Lúc ấy mùi hương lạ ngập nhà, 5 ngày sau mới tan, tướng này như vậy có thể nói là chánh niệm phân minh, xả báo an tường như nhập thiền định, tức là được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, chẳng còn mảy may nghi ngờ bàn tán chi nữa. Ôi! Đang trong lúc kiếp chữa khổ chẳng kham nổi này, cư sĩ đến lúc lâm chung mới thị hiện chút bệnh, chỉ trong khoảnh khắc liền ngồi mà mất, đã nêu tấm gương lớn cho những kẻ chịu đựng khổ sở chẳng kham nổi. Cư sĩ Ngô Nam Phố gửi chuyện này cho quan, nhân vậy bèn ghi lại những nét chánh yếu. 16. Bi ký về ác phóng sanh của Liên Hoa Am tại Thường Thục, năm Dân Quốc 23, 1934. Càn là đại phụ, khôn là đại mẫu, dân là ruột thịt của ta. Loài vật giống như ta, đấy chính là chí hướng chủ yếu, coi dần vào loài vật giống như nhau của nhà nho, nghiêm cấm gây đọa thai phá trứng, sẽ khiến cho chim thú cá rùa đều được sống yên vui. Đấy chính là lối cai trị bằng đức, hòng thắng tàn bạo, trừ khử giết chóc của bậc thánh vương. Đó là vì đức lớn của trời đất là sanh, nỗi khổ lớn của người lẫn vật là giết. Thắng tàn bạo trừ giết chóc, phải từ chuyện nhỏ mà thành lớn, thương người yêu vật, phải từ dễ đến khó, nếu chẳng hàm dưỡng lòng nhân từ khoan thứ từ cái gốc, ắt sẽ đến nỗi bỏ nhỏ lấy lớn, bỏ dễ lấy khó, hàng ngày tàn sát, mà cứ lầm lạc muốn yêu người thương vật, ắt chỉ thành nói chuyện nói suông, quyết khó thể thực hiện được chuyện ấy. Vì sao nói thế? Trẻ nhỏ kẻ bình thường đều có thể thực hiện chuyện yêu thương loài vật, thì do làm lâu ngày bụng dạ sẽ đầy ắp nhân từ, mai sau có địa vị, nắm quyền cai trị, sẽ che chở dân đen lớn lao, dẫu ẩn cư trong một làng cũng có thể dùng thân làm gương để thay đổi phong tục. Như vậy thì cái đạo thương dân phải vun bồi từ lòng yêu vật mới có thể viên mãn trọn khắp không điều tệ, chẳng xuất phát từ lòng yêu thương loài vật. Thì trong đời này tợ hồ cũng chẳng có chi đáng áy náy, nhưng trong tương lai ắt phải lo nghĩ lớn lao, bởi đã gieo cái nhân tàn sát loài vật, sẽ có thể tránh kết quả tuần hoàn báo đền. Nguyện những ai có lòng thương người hãy suy nghĩ cặn kẽ. Chuyện phóng sanh vốn nhằm để khơi gọi thiện tâm nơi con người hiện tại và tương lai, ngõ hầu họ sẽ kiêng giết ăn chay, làm cho khắp các loài hàm thức được sống yên vui, đều trọn hết tuổi thọ. Gần là dứt được cái nhân giết chóc, xa là diệt được sát quả. Nhỏ là trọn tấm lòng thuần nhất của ta, lớn là dứt sát kiếp cho cả thế giới. Đừng bảo đấy chẳng phải là chuyện cấp bách rồi coi thường bỏ qua. Liên Hoa Am bốn mặt đều là nước, chính giữa nổi lên một bãi bồi. Cất am trên ấy thờ Tây Phương Tam Thánh, trên thỉnh vị tăng có giới đức làm trụ trì.
Cảnh sắc thanh u, trọng bén hồng trần tu trì nghiêm mật dưới đức lan xa, dùng cử chặn khúc sông trước mặt am, làm ao phóng xanh. Từ đời Minh đến nay, thời gian đã lâu xa, hiện tại có những vị thân sĩ trong ấp như Củ Lương Sĩ, Bảng Đức Siêu, vân vân, hết sức muốn chỉnh đốn và muốn làm sáng tỏ ý nghĩa trọng yếu và lợi ích của việc phóng sanh. Kệ tôi soạn bài văn để thưa cùng bậc sáng suốt trong mai sau. Trộm nghĩ phóng sanh vốn nhằm để đề xướng kiên giết ăn chay. Nếu con người ăn chay trọn đời sẽ trở thành không phóng, mà hóa ra là phóng sanh lớn lao vậy. Này sao chép lại bài thơ Gian Đường Ăn Thịt của cư sĩ Hoàng Sơn Cốc, để mong mọi người lúc ăn thịt hãy suy nghĩ lại, ăn sẽ chẳng nỡ lòng ăn, mà lòng chẳng dám ăn cũng bừng bừng dấy lên. Thơ rằng: ngã nhục chúng sinh nhục, danh thù thể bất thù, bổn thị nhất trùng tánh, chỉ vi biệt hình khu, khổ não tùng tha thụ, vì can vi ngã nhu, mạc giao diêm quân đoán, tự sủy ứng hà như. Thịt ta thịt chúng sanh, danh khác thể vốn đồng, vốn cùng một trùng tánh, chỉ hình hài khác nhau. Khổ não chúng hứng chịu, béo ngon ta hưởng riêng, chớ đợi diêm la sử, tự suy sẽ biết mà. Bài thơ này ý vị làm sao, trung hậu khoan thứ, sẽ cách đạo chẳng xa. Điều gì chẳng mong người khác làm cho chính mình thì chớ gây cho người khác. Đấy chính là đại kinh, đại pháp, thành thủy, thành trung, để yêu người thương vật vậy. Do vậy chẳng cần phải nói cặn kẽ về những nghĩa lý sâu xa nhân quả ba đời, luân hồi sáu nẻo. Nguyện những ai thấy nghe đều suy nghĩ sâu xa. 17. Bi ký thuật công đức trùng tu Di Lặc Lâu Các của Linh Nham Sơn Tự, năm Dân Quốc 29, 1940, cuối hè năm Canh Thìn. Di Lặc là đấng giáo chủ của thế giới Sa Bà sẽ giáng sanh trong tương lai. Lâu Các là phòng ốc nơi Đức Di Lặc ở khi Thiện Tài đi về phương Nam tham học. Nhà nhiều tầng là lâu, lầu cao là các. Lâu Các này thắng diệu khôn sánh, phàm phu nhị thừa, quyền vị Bồ Tát đều chẳng thể thấy được. Đấy chính là báo cảnh do công đức thắng diệu thượng cầu hạ hóa của Đức Di Lặc từ vô lượng kiếp đến nay cảm thành. Thiện Tài đã tham học với hai vị thiện tri thức là Đức Sanh và Hữu Đức Song. Họ lại dạy Thiện Tài đi qua Tỷ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng Đại Lô Các trong vườn Đại Trang Nghiêm ở nước Hải Ngạn ở phương Nam, thỉnh giáo Di Lặc Bồ Tát. Vị Bồ Tát ấy ắt sẽ có thể vì ngươi nói diệu pháp, khế lý khế cơ rốt ráo, khiến cho ngươi được đại lợi ích. Do vậy Thiện Tài cực lực đối trị tập khí phiền não, cực lực tu trì đạo giới định huệ, đến trước Tỷ Lô Giá Na Đại Lô Các ở nước Hải Ngạn, nằm vóc mọp sát đất, nguyện thấy Đức Di Lặc nói kệ tán thán, bèn thấy Di Lặc Bồ Tát từ chỗ khác đi tới. Thiện Tài đảnh lễ, Di Lặc đối trước đại chúng cùng đi với ngài, tán thán Thiện Tài là chân Phật tử, là chân pháp khí. Lại vì Thiện Tài nói đủ mọi công đức của tâm Bồ Đề, hỏng bồi đắp nền tảng thành Phật, dạy vào trong Đại Lâu Các quan sát trọn khắc, sẽ biết rõ cách học Bồ Tát hạnh, học xong sẽ thành tựu vô lượng công đức. Thiện Tài bạch rằng: kính xin Đại Thánh mở cửa Lâu Các cho con được vào. Ngài Di Lặc khảnh ngón tay ra tiếng, cửa liền mở ra, bảo Thiện Tài vào, và xong cửa đóng lại. Thấy Lâu Các ấy rộng rãi vô lượng giống như hư không, mặt đất và cung điện hết thảy vật cúng đều dùng vô lượng các thứ báu để hợp thành. Lại thấy trong ấy có vô lượng trăm ngàn các thứ lâu các nhiệm màu, mỗi mỗi rộng lớn nghiêm trang đẹp đẽ, đều bằng với hư không, chẳng ngăn ngại nhau cũng chẳng tạp loạn, nơi mỗi một chỗ thấy hết thảy chỗ, trong hết thảy chỗ đều thấy như thế. Khi đó Thiện Tài giặc mình lễ kính, vừa mới mọp đầu đã tự thấy thân mình trọn khắp trong hết thảy các lâu các, lễ khắp hết thảy Phật pháp tăng, thấy đủ các thứ cảnh giới tự tại, chẳng thể nghĩ bàn, như là hoặc thấy Đức Di Lặc vừa mới phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát, thân cận vị thiện tri thức nào, chứng tam muội nào, cho đến đích thân chứng được pháp thân trong mười phương pháp giới, trải qua số kiếp nhiều như số vi trần trong cõi Phật, hiện những thân tam thừa lục đạo để giáo hóa, mỗi mỗi đều thấy trọn vẹn và hết thảy chư Phật trong mười phương thế giới, từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật độ sanh và nhập niết bàn, pháp tồn tại lâu mau cũng đều thấy trọn vẹn. Thiện Tài ở trong Lâu Các thượng cầu hạ hóa, trả số kiếp nhiều như số vi trần trong cõi Phật siêng năng, chuyên dòng tu trì đủ mọi diệu hạnh mà chẳng mỏi mệt, nhất tâm tiến thẳng đến vô thượng Bồ Đề. Khi ấy Di Lặc Bồ Tát liền thâu hồi thần lực vào trong Lâu Các, khảy ngón tay ra tiếng bảo Thiện Tài: thiện nam tử, hãy dậy đi, phát tánh như vậy đó.
Đây chính là trí biết các pháp của Bồ Tát. Biết các pháp là tướng được hiện bởi nhân duyên tụ tập. Tự tánh như thế giống như viễn như mộng. Do vậy đại lâu các ấy chính là pháp giới tạng. Phàm tất cả những sự vi diệu trong pháp giới, không gì chẳng thấy trọn vẹn trong lâu các này. Đó gọi là mười pháp giới xưa nay, từ đầu đến cuối chẳng điểm một niệm hiện tại, vô biên cõi nước, ta người chẳng cách biệt, chừng bằng mảnh lông. Nếu không có thần thông đạo lực của Di Lặc, thiện tài cạn lòng thành tận lòng kính làm sao đạt được như vậy? Đời gần đây, các nơi không nơi nào chẳng thờ tượng Di Lặc, nơi tiền điện, chẳng gọi là Di Lặc điện mà lại gọi là Thiên Vương điện. Đúng là coi ngài Di Lặc như khách ăn nhờ ở đậu. Các thiên vương quá mất ý nghĩa tôn kính, định nhằm tu bổ tiền điện. Nhân đấy tôi bèn nói nguyên cớ với giám viện là đại sư Diệu Chân, lại trích lục trường thiện tài tham học với ngài Di Lặc từ kinh Hoa Nghiêm để chứng tỏ ngài Di Lặc đức vượt trỗi thập địa, đạo đã chứng đẳng giác, từ bi cứu vớt chúng sanh. Nếu không phải là Phật sẽ chẳng thể biết được. Do vậy bèn đặt tên cho tiền điện là Di Lặc Lâu Các, để mong sau này ai bước vào đó sẽ đều giống như thiện tài, hoặc trong đời này hoặc trong đời mai sau, ai nấy đích thân chứng được đạo trong Lâu Các, để an ủi tấm lòng đại từ bi luôn dạy cho người đương thời của ngài Di Lặc. Hơn nữa, các nơi thờ tượng Di Lặc chính là tượng Bố Đại Hòa Thượng do ngài Di Lặc thị hiện vào cuối đời được. Nay đã biết là do Di Lặc thị hiện thì cố nhiên hãy nên thờ bổ tượng vi diệu trang nghiêm nhằm tỏ rõ ngài đang sống trên đầu xuất thiên. Nên tạc tượng ngài đội mũ ngũ Phật để làm tiêu thức, được thuật duyên khởi để bảo cùng người thông sáng mai sau, hiểu tôi hay trách tôi cũng chẳng màng. Chuyện tu bổ điện từ đầu đến cuối, công đức của Đạt Na Tín Chủ được ghi cặn kẽ trong tấm bia khác, nên chẳng ghi lại tường tận ở đây. Phụ lục toa chế thuốc hoàn tiêu đàm chữa ho. Cách chế tạo: dùng kinh giới cát cánh, tử uyển, bách bộ, bạch tiền, trần bì, tang bạch bì, cam thảo, mỗi thứ một lạng, đều để tươi nghiền nát thành bột mịn, lại thêm vào 2 lạng hạt củ riềng tươi để nghiền, lại dùng 1 lượng lá tỳ bà nấu nước để lọc nước cốt hạt củ riềng, rồi thêm vào 2 lạng nước cốt củ riềng tươi hòa chất bột của những thứ thuốc nói trên với nước cốt củ riềng vò thành hoàn, thêm vào 2 hay 3 lạng bách luyện mật nữa là được. Mỗi hoàn nặng 2 tiền 5 phân. Cách uống: dùng nước sôi để chiêu thuốc, mỗi lần uống 1 hoàn, trẻ nhỏ thì giảm xuống 1/2, mỗi ngày sáng dậy lúc chưa ăn gì và lúc tối sắp đi ngủ mỗi uống mỗi lúc 1 lần. Bài thuốc này vốn trích từ sách Y Học Tâm Ngộ Nghiệm Phương Tân Biên, nhưng thiếu trần bì cam thảo. Hơn nữa mỗi thứ đều sao rồi mới chế thuốc uống vào, sợ rằng gây khô háo, nay thêm vào tang bạch bì và lại dùng lá tỳ bà, hạt củ riềng, nước cốt củ riềng, vỏ thành hoàn, các thứ thuốc đều nghiền tươi, từ đấy áp dụng, không ai chẳng công hiệu, phong hàn đạp nhiệt đều thích hợp. Nhiếp Vân Đài ghi: tôi bị trúng gió, ho húng hắng, xin được từ chỗ cư sĩ Vân Đài 10 mấy hoàn, uống mấy hoàn liền khỏi bệnh. Những hoàn thuốc còn lại cùng với số xin thêm từ Tam Lạc Xã đem gửi tặng cho người khác, họ đều khen là linh nghiệm, do vậy đặc biệt ghi thêm toa thuốc vào đây. Nguyện người đọc dựa theo toa chế thuốc nhằm tạo tiện lợi cho người khác thì công đức vô lượng. Đức Sâm ghi thêm. 4. Tụng tán phụ thêm phần cạn. 1. Phật bảo tán. Phật bảo khen ngợi khôn cùng, từ trần kiếp trước chứng đại hùng, thường trụ tịch quang bi tâm sâu, hóa hiện độ quần mông, thuyết pháp thế cơ cùng khế lý, chấn động điếc đuôi trong 9 cõi, linh sơn pháp hội nguyện tương phùng, thọ ký dạng tông phong. 2. Pháp bảo tán, ngợi khen pháp bảo khó lường thay, không hữu thể dụng thầy chọn bày, mày trần chẳng lập muôn đức trội, vô trụ tâm quang tỏa dạng ngời, chân tục cùng còn cùng diệt mất, thế nào mới có thể tán dương, chứng đến chỗ không gì để được, ắt đáng xưng là pháp trung ương. 3. Tăng bảo tán, tăng bảo thật chẳng thể nghĩ bàn, bổ tích thánh phàm há dễ hay, ngài văn thù thầy 7 đức Phật, còn hiện tướng hàn sơ si ngây. Phàm tăng tận lực tu tam học, giới định huệ gánh vác đạo bồ đề Như Lai. Do vậy 2 khuôn mẫu rộng lớn, pháp đạo phàm thánh mãi truyền trì. 4. Tán dương tượng Phật Dược Sư, 12 đại nguyện đức khó tường, xưng danh liền được thoát khổ ương,
Đến khi nghiệp tận tình không ấy, đồng tây có giác bốn chân thường. Năm Dược sư Phật kệ: Dược sư Như Lai lưu ly quang, thệ nguyện rộng sâu đời khó lường. Hiền sanh điều lành nhóm phước khánh, mật kiến diệt ác tiêu họa ương. Dẹp khổ cốt sao sạch nhị tử, ban vui muôn đức ắt phô bày. Pháp giới thánh phạm đều quy mạng, cội ân mau chứng được chân thường. 6. Tán dương tượng Phật A-di-đà: 48 nguyện độ chúng sanh, nghịch ác hướng lòng cũng tiếp nghênh. Xen trộn đúng sai không chọn lựa, vì thương những kẻ Phật chưa thành. 7. Tán dương kinh tháp Phật A-di-đà: Bảo tháp nguy nga tột hư không, vô biên pháp tạo chứa vào trong. Cực lạc trang nghiêm đều hiện trọn, Di Đà quang thọ vẹn hình dung. Sáu phương chư Phật thường ca ngợi, chín giới chúng sanh chọn hướng lòng. Một câu sáu chữ hồng danh gọn, quy căn kết đảnh thật mênh mông. 8. Tán dương tượng Tây phương Tam Thánh: Tam Thánh vô tâm đều đã chứng, vô tâm ức chọn hữu tâm nhân, dẫn khắp chúng sanh về cực lạc, thân tâm chọn không chẳng giấu hẳn. 9. Tán dương tháp Đa Bảo: Đa Bảo Như Lai vì thỏa nguyện xưa, hiển trọn thật tế hiện tháp vọt lên. Hiển bổn để làm khuôn mẫu lớn, mọi kẻ thấy nghe lên bên kia. 10. Tán dương tượng Quan Thế Âm Bồ Tát: Khắp trần sát cõi thầy hiện thân, thương nhất xa bà đủ thế nhân. Hễ còn ai đó chưa thành Phật, tầm thanh cứu khổ chừa ngôi lòng. 11. Kệ tán dương Quán Thế Âm Bồ Tát: Quán Âm thệ nguyện diệu khôn lường, cảm ứng tùy cơ há trễ tràng. Cứu khổ tầm thanh từ hút sắt, hiện thân thuyết pháp nước in trăng. Cứu hút vớt muôn sự trần sát cõi, xa bà càng nặng tấm lòng tử. Ân sâu hết kiếp khen sao trọn, che chở quần manh khắp xót thương. Quán Âm thệ nguyện thật mênh mông, độ mọi chúng sanh lìa cõi khổ. Hương khởi từ bi khắp sát trần, phổ môn mỗi mỗi đều thâu nhiếp. Nay ứng hiện khắp băm hai thân, khiến chúng rốt ráo chứng tâm Phật. Cung kính thường xưng niệm Quán Âm, các khánh thường hưởng chứng dứt bặt. 12. Kệ hồi hướng cho Quán Âm Thất: Nguyện do công đức trì tụng này, liền cảm được đại sĩ gia bị, tiêu trừ ta người nghiệp xưa nay, thiện căn ta người cùng tăng trưởng. Ba kiếp giữ mãi đại sĩ tâm, các cõi thường hành đại sĩ sự, gây tạo lợi ích tột vị lai, khiến mọi hữu tình chẳng họa hại. Nguyện do công đức này tiêu trừ nghiệp xưa nay, tăng trưởng mọi phước huệ, viên thành thắng thiện căn. Tất cả đau binh kiếp cùng với nạn đói khát đều bị diệt trừ sạch, thế giới mãi thanh bình, mưa gió thường thuận hòa, nhân dân đều an ninh, pháp giới cùng các hàm thức cùng chứng vô thượng đạo. 13. Kệ khánh chúc Quán Âm: Đoàn tọa phổ đà thường nhập định, chúng sanh hễ cầu chọn rủ lòng. Muốn biết nghĩa cảm ứng huyền diệu, xin nhìn trăng rọi khắp muôn sông. 14. Sửa đổi cho đúng bài kệ tán dương Đức Quán Âm thường được lưu truyền trong cõi đời: Quán Âm Bồ Tát đức tối ưu, chánh pháp minh Phật chứng đã lâu. Ân sâu lồng lộng trùm muôn cõi, kinh Phật vòi vọi ngự trên đầu. Nước bình cam lộ bột trần cấu, tay phóng hào quang diệt ưu sầu. Hễ trần sát cảm trần sát ứng, vầng trăng yên bóng trọn muôn sông. 15. Tán dương tượng Đại Thế Chí Bồ Tát: Như con nhớ mẹ siêng niệm Phật, nhiếp trọn sáu căn tai lắng nghe. Vâng theo lời đại sĩ khai thị, quả giác ắt khế hợp nhân tâm. 16. Kệ tán dương Đại Thế Chí Bồ Tát: Thế Chí Bồ Tát đức vô biên, phổ tá Di Đà thả từ thuyền. Cứu khổ hẹp như quán tự tại, dẫn dắt về Tây tợ phổ hiền. Tu nhân dùng trọn căn trần thức, chứng quả đều đạt viên thông thường. Nhiếp người niệm Phật về tịnh độ, ân này muôn kiếp dễ quên đâu. Đại Thế Chí loại sanh sâu rộng, chuyên chú trọn pháp môn niệm Phật. Như con nhớ mẹ nhớ Thế Tôn, liền được gọi ngay ân đức Phật. Khế hợp quả giác lẫn nhân tâm, lập tức trở về với nguồn cội. Nhiếp trọn sáu căn diệu khó lường, nguyện khắp chín giới thường vâng giữ. 17. Tán dương tượng Địa Tạng Bồ Tát:
cao cả thay đại sĩ, thệ nguyện rộng sâu, nghĩ thương chúng sanh luân hồi kiếp dài lâu, vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, thường ở trong địa ngục để mong cứu kẻ bị treo ngược, chúng sanh độ hết mới chứng bồ đề, địa ngục chưa trống thể chẳng muốn thành Phật. Do nhân duyên ấy chư Phật ngợi khen, huống chi những kẻ đang trong lục đạo há nên chẳng bi luyến, hư không có cùng tận những thệ nguyện vô cùng, muốn báo ân sâu duyên in tôn kinh, nguyện kẻ thấy nghe đều cùng sanh tịnh tín, lần lượt lưu truyền lợi ích vô tận. Kệ tán dương địa tạng Bồ Tát, đại sĩ thệ nguyện há thể lượng, lòng bi trọn khắp cõi vô ương, chúng sanh độ hết mới xong thệ, địa ngục trống rồi nguyện mới thôi, giáo hóa nhiều người thành Phật đạo, tự thân vẫn hiện tướng thanh văn, chúng sanh và Phật tánh vốn một, cùng muốn ta người chứng pháp vương. Địa tạng Bồ Tát đại từ bi, thệ nguyện vĩnh viễn chẳng hề hết, giáo hóa thành Phật số khôn xiết, vẫn hiện oai nghi bậc thanh văn, đến khi địa ngục độ hết sạch mới chịu thị hiện chứng bồ đề, khẩn nguyện ban ân khắp u hiền, cùng theo hải hội dự liên trì. 19. Kệ tán dương Di Lặc Bồ Tát, đấng bổ xứ từ vô năng thắng, thường ngự đâu xuất diễn viên âm, hiện thân trần sát nào hay ai biết, tâm cùng pháp giới tự dung thông, dốc cạn kho tàng trong đáy vải, tươi cười bình đẳng ban thế nhân, nguyện cùng Di Đà thương tiếp dẫn, khéo trong ba hội chứng nhất chân. 20. Kệ tán dương Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát đức khôn lường, thành Phật Long Trùng Thượng Pháp Vương, do thương chúng sanh mê tự tánh, riêng giúp Thích Ca mở đạo màu, thầy bảy vị Phật thể khôn thấu, mẹ chư Bồ Tát dụng khôn ngàn, thường trụ tịch quang ứng mọi cảm, muôn sông khắp hiện bóng muôn trăng. Long Trùng Thượng Phật chính là danh hiệu khi Ngài Văn Thù đã thành Phật trong kiếp quá khứ. Hãy nên biết là vị Long Trùng Thượng Tôn Phật được nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là vị khác. Văn Thù Phù Tá Pháp Vương, trí huệ chỉ Phật suy lường được thôi, chấn hương viên đốn đạo huyền, người nghe tỉnh kiến bỗng nhiên mất liền, bồ đề trang hiểu cội nguồn, ân quang nguyện vội giống như thiện tài, rốt ráo chứng được chân thường. 21. Kệ tán dương Phổ Hiền Bồ Tát, Bồ Tát từ bi khó thuật trần, thánh phàm đều được chứng viên nhân, nhất tâm chẳng trụ siêu các vị, mười nguyện dẫn về lối năng nhân, tam thừa đều được khế quả giác, quần manh mau được thoát phiền trần, khăng khăng tuân lời dân thanh tịnh, chắc chắn đời này thấu bổn chân. Đức Phổ Hiền hạnh nguyện sâu thẳm, quyết người phát bồ đề đại tâm, dạy cho tam hiền thập địa thánh, đều cùng được thấy Di Đà tôn. Mười đại nguyện phương nếu tuân giữ, lợi ích chỉ Phật kham tuyên bày, quả giác nhân tâm cùng lặng bật, pháp thân thành tịnh chứng lên ngay. 22. Kệ tán dương Trí Tích Bồ Tát, Lâu Xa Hầu Đa Bảo, đến lễ Thích Ca Tôn, dạo khắp sát trần Phật quốc độ, riêng thương chúng sanh cõi xa bà, tượng vẽ hiện oai thần, diệt dương Phật hóa đời lương, muốn cho tể tướng triều đường kính tin, hiện thân sư trị bệnh người, đại điện được bóng tháp ngời dập tre, bí tạng của Đức Như Lai, an lên nơi đó tức thời hiểu ra, giếng đào trên đỉnh non xa, bước vào Bát Nhã đạo viện đều thông, trạch ngài vẽ tướng đang ngồi, dập mình như thể sắp rời chân đi, tay cầm gậy giữ thẳng, trực chỉ pháp bất nhị, tuy chẳng phải đích tổ, truyền tâm chùa Linh Nham, quả thật là khách quý trong biển khổ độ xanh. 23. Tán dương Trí Tích Bồ Tát, Nam Dân Quốc 23-1934. Xét nghĩ Bồ Tát bi trí rộng sâu, ở phương dưới thực hầu đa bảo Phật, thì hiện dấu tích khắp trần sát, hiện thân nơi tượng vẽ Linh Nham đạo trường tồn. 24. Tán dương Tịnh Độ Tổ Đường, Nam Dân Quốc 27-1938. Một tông tịnh độ khởi nguồn từ Đức Phổ Hiền, viễn công nối tiếp nguồn pháp ở chấn đán, trong ngoài rộng lưu truyền, khiến cho khắp mọi phàm thánh chứng niết bàn ngay trong đời này. 25. Tán dương tượng Viễn Công Đại Sư, Nam Dân Quốc 24-1935. Xét nghĩ Viễn Công thường nguyện tái lai sáng lập Liên Tông, thỏa Phật bổn hoài, khiến các phàm thánh nhớ niệm Phật danh,
Cậy Phật tự lực đối nghiệp vãng sanh, bậc đã đoạn hoặc liền chứng vô sanh, bậc chứng vô sanh mau tròn Phật quả. Dùng quả địa giác làm nhất địa tâm, cảm ứng đạo giao lợi ích thật sâu, chưa thấy cái niết bàn, đã tuyên giảng Phật tánh thường trụ, chưa đọc phẩm hạnh nguyện đã khuyên khắp mọi người về Tây, lập ra được pháp ngầm hợp ký kinh, bậc hộ pháp Bồ Tát thể hiện sự đại giác của chính mình. Là thập dân kinh, càng thêm tán thán sâu đậm, tăng sĩ Tây vực sanh lòng ngưỡng mộ, tâm hương liệt dâng. Hơn ngàn năm qua chẳng được nghe viên âm, mày còn di giáo để học noi theo, kính nguyện thầy ta sẽ lại thị hiện giáng sanh, dẫn khắp quần luân cùng lên cõi ngũ thanh, in di cảo của ngài để mô tả chân dung đạo pháp của ngài, hồng kẻ thông sáng mai sau sẽ bắt chước theo. 26. Tán tụng 12 vị tổ của Liên Tông. Một sơ tổ Đông Lâm Lô Sơn Huệ Viễn Đại Sư Đại Tấn, dùng pháp đặc biệt vĩnh viễn làm khuôn phép cho đời, ý chỉ ngầm hợp với phẩm phổ hiền hạnh nguyện, điều thông khắp trong ngoài nước, khiến cho kẻ tầm thường lẫn bậc cao nhã giải quyết đại sự xong xuôi ngay trong đời này, mở nguồn Liên Tông khiến Trung Hoa được phước, thỏa thích bổn hoài của Phật lập phương tiện. Viên Âm vừa được Diền Dương Sĩ Phu đều về với Lô Sơn, đại pháp sắc hoàng khai, sơn thần hiển thần thông, chuyển vật liệu xây dựng thần vận điện, hết thảy pháp môn lưu xuất từ đây, hết thảy hạnh môn được thực hiện từ đây, khiến cho các tông được quy hướng, muôn sông đổ về biển nương theo hạnh nguyện. 2. Nhị tổ Trường An Quang Minh Thiện Đạo Đại Sư Đời Đường. Xưa sống vào đầu đời Đường, các tông đều hưng thịnh, đề xướng tịnh độ thỏa lòng mọi người, Phật lực ai dám sánh bằng. Nếu hướng chịu gieo lòng thành Tây Phương quyết định vãng sanh, đời chuyển tụng sư là Phật A Di Đà thị hiện, để xướng giáo nghĩa niệm Phật trọn vẹn phong phú thiết tha, dân người học phải khiêm nhường cũng như phải cực lực gỡ chán. Về mặt dài phải thông thạo hết thảy pháp, nhưng về hạnh chỉ chọn lấy một pháp vừa khế cơ khế lý, niệm Phật tỏa hào quang khích lệ đại chúng, hãy nên xem lời ngài như do chính Đức Phật nói. 3. Tam tổ Nam Nhạc Ban Châu Thừa Viễn Đại Sư Đời Đường. Thân gầy mặt bẩn hầu bên Di Đà, thần thức ngài phát chiếu du hành đến cõi cực lạc vãng cảnh. Phật chỉ ngôi đỉnh ghi danh ngài Thừa Viễn, môn đỉnh từ đấy được kế tục, tâm pháp vĩnh viễn truyền dương. Ban Châu khổ hạnh đời khó thể chịu đựng được, nhịn cơm dùng bùn đất làm món ăn, thường đem những điều trọng yếu trong kinh văn và danh hiệu Phật ghi khắp trên các lối ngõ đá núi, niệm Phật, Phật dạy pháp đặc biệt, kẻ đến học dùng pháp ấy để an cái tâm, thiên tử nghe tên hướng về Nam vọng bái, vì thế hết đạo phong lưu truyền bốn biển. 4. Tứ tổ Ngũ Đài Trúc Lâm Pháp Chiếu Đại Sư Đầy Đường. Xét nghĩ tứ tổ đức cao đẹp, đáng khâm phục, được Phật thầy chỉ dạy cõi cực lạc, đức văn thù dạy túc nhân, khiến cho khắp mọi người thấu đạt bổn chân ngay trong đời này. Tại Hành Châu thấy được thánh cảnh trong bát, mỗi hy điều đều đích thân tạo dựng nơi non ngũ đài, nơi tịnh độ được thấy sư Thừa Viễn tại Trúc Lâm cung kính nhận lãnh lời đại văn thù dạy dỗ, tiếng niệm Phật vang khắp ngã đường Tinh Châu. Đường Đại Tông sai sứ dâng chiếu thỉnh, niệm Phật rốt ráo mầu nhiệm như thế nào, sư đáp khiến được mau thành đạo Bồ Đề. 5. Ngũ tổ Tân Định Ô Long Thiếu Khang Đại Sư Đời Đường. Tránh bản đến thế đế nên đã 7 tuổi vẫn chưa nói, thốt lời bèn kinh động trời người, rộng kết duyên tịnh độ cho tiền trẻ nhỏ, ai nấy đều gieo chín phẩm sen. Lên 7 tuổi chọn chẳng thốt một lời, thốt lời liền xưng danh hiệu Thế Tôn, vừa đọc bài Tây Phương Văn của ngài Thiện Đạo, liền biết tịnh độ là nơi đáng nương tựa, đem tiền dụ trẻ niệm Di Đà, chưa lâu sau tiếng niệm Phật vang khắp nẻo đường. Niệm Phật tự Phật từ miệng bay ra, có ai thấy nghe chẳng tuân theo lời dạy. 6. Lục tổ Hàng Châu Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư Đời Tống. Một bộ pháp hoa, 108 Phật sự, bốn thứ liệu giảng lợi lạc kẻ ngu lẫn người thông sáng, muôn điều thiện xét suy, mong siêu bạt trọn khắc vãng sanh cõi cực lạc. Thấy các chúng sanh đều là Phật, chỉ nghĩ cứu sanh mạng quên luật nước, bị giải ra chợ hành hình, tâm vui vẻ, sắc mặt tròn đổi, được xá tội liền thỏa nguyện xuất gia, công khóa mỗi ngày là 108 Phật sự, tụng một bộ pháp hoa, niệm Phật 10 vạn tiếng. Nếu chẳng phải là bậc đại quyền thị hiện trong thế gian, ai có thể dựng được pháp tràng như thế? 7.
Thất tổ Hàng Châu chiêu khánh tỉnh thường đại sư đại tống. Hầm mộ Đặng Đô Sơn nối gót liền xã, trích máu biên chép phẩm Tịnh Hạnh, tể tướng Vương Đán theo vẻ giới tòa. 129 vị 120 vị trí hướng lớn lao, cao nhã nguyện phẩm theo các ngài Long Mã, Long Thọ, Mã Minh, Vãng Sanh. Hầm mộ đạo phong Lô Sơn lập Tịnh xã, do vì đời sau ít người thực hành, liền tùy theo sự việc mà phát thệ 141 nguyện để ai nấy đều được an trụ nơi Bồ Đề. Tể tướng Vương Đán đã quy y, công khanh 120 người được ôn đúc. Tuy trong Diêm phủ phò tá cơ đồ nhà vua vẫn chẳng bằng Vãng Sanh cõi cực lạc hưởng phước nhà Phật. 8. Bát tổ Hàng Châu Vân Thê Châu Hoằng đại sư Đẩy Minh. Vừa trụ tại Vân Thê đã chấm dứt được nạn hổ. Lúc hạn hán, dân chúng cầu thỉnh, xin niệm Phật, mưa liền tuôn xuống thỏa lòng dân mong mỏi. Thôn dân đều cảm thán, sắm gỗ lo liệu đạo tràng được trùng hưng. Thủ nhỏ nghe niệm Phật ý đã quyết, về sau dân môn đồ đừng làm cho quái gở. Hạnh là khuôn mẫu cho thế gian, lời lẽ là pháp tắc cho cõi đời. Chú trọng tịnh độ và quy giới, chống đỡ sóng cuồng thật khế lý khế cơ. Diễn minh Phật tâm đuổi ong dết, khiến cho khắp mọi phàm phu để dễ triển phược cậy vào Phật từ lực lên cõi sen. 9. Cửu tổ Bác Thiên Mục Linh Phong Trí Húc đại sư Đời Thanh. Ngày từ nhỏ đã tin Phật theo mẹ lễ tụng, đến lúc đi học theo đạo nho liền phóng túng, đọc bộ trúc xong tùy bút bèn tự trách, tận được Hoằng Dương Đại Thừa, mong cho mọi người cùng thoát khỏi hầm bẫy. Tông thừa giáo nghĩa thầy dung thông, sở ngộ giống hệt như Phật chẳng khác biệt, hoặc nghiệp chưa đoạn thì giống như bát đĩa chưa nung gặp mưa liền giã. Uổng công lao đã tu tập từ trước, do vậy tận lực tu hạnh niệm Phật, quyết muốn trong đời này thoát khỏi bẫy lồng. Rát miệng thiết tha khuyên người học đạo có danh vẻ được Tây Phương thì mới có thể kế thừa đấng đại hùng. 10. Thập tổ Ngu Sơn Phổ Nhân Hành Sách đại sư Đại Thanh. Xiển dương tịnh độ khiến khẩn thiết ít ai bằng, dùng lòng tín nguyện sâu để dốc cạn lòng thành tu tập, tâm và Phật đôi bên khế hợp, môn niệm đều dứt, quyết định thoát gò khổ. Hàm Sơn nguyện xưa chưa làm trọn, nên lại thể hiện dáng sanh làm triệt lưu. Của trách kẻ tu phước cõi trời đúng là bọn xiển đè trên đà la. Tâm tánh của Phật và ta vốn chẳng khác, Phật là đã thành ta chưa tu, muốn được tâm và Phật đều không sai khác, hãy nên cầu nơi nhớ Phật niệm Phật. 11. Thập nhất tổ Hàng Châu Phạm Thiên Thật Hiền đại sư Đại Thanh. 48 nguyện kính phòng theo Di Đà. 108 bài thơ hay hơn sở ca, người nghe chán xa bà, khiến kẻ trần trừ phấn khởi chứng ba la mật đa. Thâm nhập kinh tạng rất khó khăn mà ngài đích thân chứng được, triệt ngộ tâm rồi tận lực Hoằng Dương Tịnh Tông, muốn cho người đời biết nguyên do, viết văn làm thơ nêu bài Phật lệnh, phát tâm Bồ Đề để dẫn đường, chân tín nguyện hạnh làm đường lối thực hiện. Nếu đầy đủ được những pháp thủ thắng ấy, sẽ siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này. 12. Thập nhị tổ Hồng Loa Tư Phước Tế Tỉnh đại sư Đại Thanh, tức Triệt Ngộ đại sư. Thông chọn kinh sử, mong làm người hướng dẫn cho cõi đời. Vừa bị bệnh nên biết thông thạo kinh sử chẳng thể nương cậy được, nghiên cứu chỗ uyên áo của các tông thấy đều khó chứng được, để chuyên chú nơi giáo pháp tịnh độ. Pháp ngữ dạy đại chúng lợi ích rất nhiều, cậy niệm Phật thể bao la, toàn chân biến thành vọng chỉ do tâm này, toàn vọng biến thành chân cũng chẳng có gì khác. Bất biến tùy duyên nên tùy tịnh, tùy duyên bất biến chớ thuận theo sai hoa. Nếu ai nấy y theo nghĩa này để tu trì thì quang thọ sẽ giống như Đức Di Đà. 27. Tán Dương Tượng Triệt Ngộ Thiền Sư. Bậc tuấn kiệt làng nho, đứng khôi hùng cửa Phật, sư tử hùng mạnh nơi hang thiền, rồng thần nơi biển giáo, nghiên cứu tử hiền như Hoằng Dương giáo pháp thiên thai, trụ trì chùa thiền, thổi gió sen chỉ mong khế cơ cùng khế lý, chẳng tính môn đỉnh là dị hay đồng, nêu tỏ ý nghĩa làm Phật là Phật, phá sạch sự tối tăm chấp lý phế sự, đang lúc tà thuyết tung hoành trong đời ác này, kẻ nhỏ nhoi người có địa vị lớn lao, không đâu chẳng noi theo. 28. Tán Dương Tượng Đạt Ma Tổ Sư. Đặc biệt từ trời Tây đến đây chuyển Phật tâm, đông độ với nhiều kẻ căn cơ đại thừa. Sau đấy một chiếc dép trở về Tây, con cháu khắp cõi rể tiếng huyền diệu. 29. Tán Dương Tượng Tế Công Thiền Sư. Nhằm khơi gợi lòng chân tín nguyện cho chúng sanh, nên hiển lộ đủ mọi đại thần thông,
chẳng giả khùng điên để che mắt mọi người, làm sao trụ mãi trong cõi đời để đánh động bọn điếc đuôi. 30. Ca tụng Nam Bình Tông Thừa: túy bồ đề, bồ đề túy, kẻ vô trí chớ theo đuổi. Nếu nhận làm phương hướng, muôn kiếp thường đoạn lạc nê lê. Nguyện người học khéo phân biệt, thuận tâm nghịch. Tích là phương cách tối thượng, nhưng nếu không có mắt chọn pháp chân chánh, chắc chắn sẽ bị tổn hại, không lợi ích. 31. Tán Dương Bài Ký: hình Phật hiển hiện trên răng lợn của ông Lưu Công Lỗ ở Quý Trì. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, do mê trái nên đánh mất lẽ chánh, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, ăn thịt kẻ khác để bồi bổ cái thân mình. Sát nghiệp đã kết, trải nhiều kiếp giết lẫn nhau. Đức Như Lai thường xót bèn làm thiền từ, khơi mở giáo huấn lớn lao về lòng từ. Người ta vẫn không tin, nên Phật bèn đặc biệt hiện hình dáng, để mong chúng sanh tùy thuận lời Phật dạy. Vỏ nghêu, sò, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm rùa đều có hình Phật ngự trong đó. Có người họ chức vào đầy tống giết lợn quăng đầu, chó giữ đầu lợn 4 ngày chẳng dám táp, đuổi chó chẻ xương trên răng hàm lợn, hiện hình Phật. Mắt biếc, búi tóc xoắn ốc, nghiễm nhiên là bậc đại giác. Trước khi chưa giết mọi người đều nói là súc sanh, đã giết sau mới biết là Phật. Do vậy biết sát sanh chẳng khác gì giết Phật. Dẫu chẳng phải do Phật hiện thì cũng là vị lai Phật. Giết để ăn thịt tội quá non biển, hãy đau đáu ngăn rè hòng được giải thoát. Anh em họ Triều làm văn tán dương nghĩa lý uyên thâm, văn tử sáng đẹp. Ông thiền chỉ biên chép các vị đề tựa, viết lời bạc để làm bài cảnh sách vĩnh viễn, nhằm khơi dậy hậu giác. Đã hiểu nghĩa này ai dám giết chóc, tranh thành giành đất sẽ chấm dứt ngay. Ông Lưu ở Quý Trì dốc làm tin tưởng Phật Pháp, bảo tồn sách của ông Từ, lời đề tựa lời bạc đều phù hợp. Sai con là Công Lỗ đem đưa cho xem, liền kính viết mấy lời tỏ bày chí hướng của tôi. Nguyện cả thế nghe sẽ ăn chay kinh, giết chắc chắn trong đời này sẽ về cõi cực lạc. 32. Tán Dương Tượng Niệm Thành Đại Sư: nghĩ tới đức lớn của Ngài, ước mong khôi phục linh nham. Sau cơn tai kiếp một mình ở trong lòng thác, gặp được ông Bành lên chơi núi, hứa cha xét ruộng đất của nhà chùa, dần dần trở thành chốn danh lam. Bà bài ca tụng nhân dịp cô nhi viện tại Thượng Hải khánh thành nhà mới, giúp đỡ cô nhi tài cao chót vót. Nếu hứa chẳng cứu giúp, sống bằng cách nào, đã được nuôi dạy, tránh khí ác thành, hoặc là không thương học hành cày cấy, là hiện đại thiện tốt lành thuần thục, chăm giữ đạo nghĩa tuy hèn vẫn vinh, huống chi chẳng ít anh tuấn lỗi lạc. Do vậy biết rằng nuôi dạy cô nhi lợi ích sâu rộng. Lời ông Tử Dư thật đã nghĩ chín, chỉ nguyện người nhân cùng sẵn tử bi, nhà viện tuy thành nhu cầu vẫn thiếu, ai nấy ra tay giúp cho hoàn thành. Thường còn của người, còn ta ắt nhờ, hiển thiện tiếp nối, nêu gương cho đời. Lợi người tự lợi, nhân quả như thế chớ nên chẳng tin, lại Phật chẳng dối. Bà từ cả tụng pháp môn Tịnh Độ Thù Thắng, chỉ do pháp môn này thù thắng mà bà trí nghi được vãng sanh. Pháp môn Tịnh Độ dạy dỗ không phân biệt phàm thánh trí ngu, đều được bình đẳng nhiếp thọ. Hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực, chỉ có mỗi pháp này hoàn toàn cậy vào Phật lực. Phật lực khác biệt tự lực một trời một vực, tín nguyện ước niệm quyết định sanh về nước Phật. Bao nhiêu người tín niệm bấy nhiêu người vãng sanh. Phật có lời thệ nguyện nay đã tỏ lộ dấu hình. Nữ sĩ trí nghi tâm niệm Phật tha thiết, niệm chưa được mấy năm đã được Phật đón tiếp. Nguyện người thấy nghe ai nấy chăm chú tu trì, để dự vào hội liên trì vui sướng nào hơn. 35. Ca tụng Chuyện Sanh Tây của cư sĩ Từ Úy Như: cao cả thay ông Từ, xưa đã chọn đủ huệ căn, hiếu hữu nhân từ, tận hết bổn phận, trọn vẹn luân thường, nghiêm cẩn tuân theo lời tổ tiên giáo huấn, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, tu hạnh niệm Phật, mong sanh cõi tịnh. Tuổi trung niên tận lực đảm nhiệm việc khắc ghi kinh điển để nối tiếp huệ mạng của Phật, hòng giúp cho cả mật lẫn hiền. Thở cuộc chẳng yên, càng ưa chán thiết tha nương nguyện về Tây. Đại sự giải quyết xong được Phật thọ ký, liền trở lại Sa Bà tiếp dẫn khắp hàm thức cùng thân cận Di Đà. 36. Ca tụng Đức Cao Đẹp của ông Sa Tiếp Phạm, năm Dân Quốc 22-1933. Cao cả thầy cụ Sa, túc căn rất sâu, hiếu hữu nhân từ, cả làng cùng khâm phục, tuổi đã 80 mới tu tịnh độ, phát trọn ba tâm, mong sanh thượng phẩm. Tâm sẵn có, tâm tạo tác, tâm làm, tâm là, giải lẫn hạnh đều viên dung, lý sự nhất trí. Vì thế khi lâm chung được an nhiên qua đời, đỉnh đầu ấm, vẻ mặt rạng rỡ, để biểu thị đã thật sự đến được cực lạc.
37. Ca tụng truyện Quy Tây của cư sĩ Khuất Tử Kiến, năm Dân Quốc 20, 1931. Phật tâm và chúng sanh tâm về bản thể vốn chẳng hai, do nhân duyên mê ngộ nên tâm chẳng khác, mà tướng thành sai khác. Nếu chịu trách nghiệp trần lao, kiêm trì thánh hiệu Phật, hễ được vãng sanh Tây Phương thì sẽ đích thân đến được bờ giác. Cao đẹp thay ông Tử Kiến. Túc căn thật sâu, thác sanh vào gia đình đời đời thiện lương, giữ tấm lòng trung hậu khoan dung, chủ nghĩa khinh tài, thân sơ đều bình đẳng quan tâm, có tư cách lỗi lạc nhưng chuyên trọng niệm Phật. Tịnh nghiệp đã chín muồi, biết trước lúc nào sẽ đi, quyến thuộc đều nhất tâm niệm Phật tương trợ. Vì thế, được nương nhờ Phật lực vãng sanh cõi cực lạc, di tướng càng thêm rực rỡ, càng thêm rạng rỡ, ai nấy đều khen là lạ lùng đặc biệt. Các hệ nhân đời mạt muốn thoát khỏi bẫy sanh tử, chỉ có một pháp niệm Phật là có thể dự vào bậc thánh trong đời này. Đều tất yếu đại được hồng lưu lại vĩnh viễn cho con cháu. Mong ai nấy đều nói theo đức của người xưa, thân cận Dư Đà, Thế Tôn. 38. Ca tụng đức cao đẹp của cư sĩ Trương Miện Đường, năm Dân Quốc 20, 1931. Cao đẹp thay ông Miện Đường, thường nguyện thị hiện giáng sanh, đang trong lúc kiếp nạn ngập trời này, biển cả đất liền đầy rẫy, cọp, kình, nhân dân bị nuốt cắn, phát tâm dẹp cho yên. Do vậy vào quân ngũ dùng đức giáo hóa binh lính, lấy nhân nghĩa làm vũ khí, dùng nhân quả làm lũy thành. Phàm đóng quân chỗ nào tiếng khen ngợi vang rền, chuyển đến đất Tô, trừ bảo an dân lành, hoàng pháp đổi hữu tình, ma tà ngoại đạo đều dẹp yên. Phật Nhật được chiếu dạ, chán nghiệp võ theo ngày văn, sắt cầm thường trỗi tiếng, giảm bớt sự phiền toái trong việc cai trị nên được nhiều lúc rảnh rỗi. Niệm Phật có chương trình nhất định, dùng móng tay vẽ tượng tam thánh, tinh diệu khôn sánh tẩy. Phàm có ai thấy nghe, tâm đều hướng về cực lạc, tâm làm Phật là Phật. Quán kinh nghĩa rộng sâu, sự thế gian xuất thế đều lấy gốc nơi lòng thành. Nguyện khắp người mọi giới, nghe phong thái đều dấy lòng hành theo. Ngõ hầu từ nay trở đi thiên hạ thường thái bình. 39. Ca tụng hạnh cao đẹp của cụ bà họ Từ, mẹ ông Châu, năm Dân Quốc 20, 1931. Cao đẹp thầy trổ mẫu xưa có huệ căn, thờ mẹ nuôi em tiếng khen rộn xóm làng. Gả về nhà ông Châu, giúp chồng làm điều nhân, sửa đổi nghề nghiệp trước lòng từ không ai bằng. Trong năm gia đình dạy con buôn bán làm lành, phàm tính toán những gì đều hợp tình lý. Lòng mong lợi lạc giúp người, tài lẫn pháp cùng thí. Do thương chỉ dạy không điều nhỏ nhặt nào chẳng quan tâm đến. Những gì cụ tích tụ cho riêng mình suốt cả một đời chỉ chứ được đầy chát. Xét về đạo nho, hạnh của cụ phù hợp với lẽ đại đồng. Xét nơi đạo thích, hạnh cụ khế hợp pháp tứ nhiếp. Phong thái cao đẹp của hai bà Phi, ba bà Thái vẫn chưa mất, cho nên viết đại lược để nêu gương cho người sau. 40. Ca tụng liệt nữ Trương San Trinh. Chánh khí trong trời đất được con người thực hiện rộng rãi. Nam nữ tuy sai khác, lý này cố nhiên chẳng sai biệt, do cùng sẵn đủ Phật tánh, tức là cái được gọi là bình di, vâng giữ luân thường. Nhưng phải khéo mở rộng sự ấy, muốn làm thánh hiền phải lấy đó làm nền tảng. Tiếc thay con người trong thời gần đây, cứ coi điều hay là chuyện tệ, tận lực trừ cho hết sạch phạm vi giữa nam nữ, gọi luyến ái là cao thượng, coi trinh tiết là tỉ vết. Đúng là muốn cho người trong khắp cõi đời giống hệt như cầm thú. Cao cả thay cô Trương San Trinh, dẫu chết chí chẳng rời, không được mẹ thông cảm, dùng kéo tự rạch cổ. Tuy là con nhà nông nhưng đáng là điển hình cho nữ giới, dùng thân phụ trợ danh giáo, đáng gọi là đại trượng phu. Người tuy đã qua đời, trinh đức chẳng hề mất, tiếc rằng chưa biết Phật pháp, rốt cuộc khó thoát khỏi bẫy phàm. Nếu sanh được lòng tín nguyện, trí tâm niệm A-di-đà, ác được Phật tiếp dẫn, vãng sanh ao bảy báu, thấy Phật nghe diệu pháp, tiến dần lên chứng được Bồ Đề, đến tận cùng kiếp vị lai, thường làm thầy trời người. 41. Ca tụng hạnh đẹp của cư sĩ Trình Trí Bằng ở Phụ Nguyên, năm Dân Quốc 22, 1933. Sanh trong đời này mà hành đạo xưa, nêu gương cho làng ấp, giữ trí khí tiết tháo của liêm lạc, tin sâu Phật pháp chẳng tập tành lỗi lầm, trong lòng tuân phục ngoài mặt chống trái của bọn Trình Châu. Nguyện sanh về liên bang, lúc mất được cảm ứng đạo giao thủ thắng. Ôi con người như vậy là trụ đá giữa dòng chảy, là hướng dẫn tốt lành trong đường mê, do vậy bài viết đại được để bảo với người thông sáng đời mai sau. 42. Bài ca tụng nhân dịp minh thọ trăm tuổi
của cụ Tề Diễu Nam và Kim Phu Nhân. Ông Tề hiếu hữu đức siêu quần. Phu nhân càng giúp nêu gương thơm, chớ bảo bình sinh lo buôn bán phải biết toàn thân đầy học thức. Học thức ấy thật sự có thể lưu tiếng thơm suốt cả một đời. Tiếc chưa được nghe Phật pháp ngộ nguồn tâm, may có con cháu vừa hiền vừa hiếu. Cầu siêu mong cha mẹ được sanh về cõi trời cực lạc, được là vui sướng khôn cùng, luôn được đích thân chầu hậu bậc cổ giác hoàng, chứng vô sanh nhẫn nương bi nguyện, riêng đến cõi này làm thuyền tử. Thuyền tử thả trong biển khổ, khiến cho khắp mọi người về Tây bỏ Đông, khiến ngày tự lợi lợi tha đều viên mãn, sẽ trong pháp giới xưng đại hùng. 43. Bài tụng hồi hướng cho khắp mọi người trong hiện tại, ấn tống và vĩnh viễn lưu truyền văn sao. Năm Dân Quốc 16, 1927. Pháp môn tịnh độ là pháp giới tạng, khế cơ và khế lý, thật là vô thượng. Bậc đẳng giác đại thánh, kẻ nghịch ác tiểu phàm, luật giáo thiện mật, đều khắp bao hàm, mười phương chư Phật, hết kiếp tuyên dương vẫn khó nói, chọn diệu nghĩa, công huân lạ lùng, huống chi tôi là kẻ tầm thường phàm tục, ngẫu nhiên nêu tỏ được một hạt bụi trong cõi đất, một giọt nước trong biển cả, thật quá nhỏ nhoi, tự lượng kém hèn, nếu chẳng phải Đức Phật sẽ không thể độ được. Cũng có những người cùng chí hướng, chỉ chuyên chú nơi chuyện này, do vậy mới có đủ mọi thứ lời lẽ hủ bại, giải bày lòng ưu thành thế nào phải hoàng dương tịnh độ. Do các cư sĩ nghĩ những lời lẽ ấy có lợi cho hàng sơ cơ, ấn hành nhiều lượt để mong hàng sơ cơ có chỗ nương tựa. Có ông Diệp Đức Quảng bỏ ra 3.000 đồng tính đề làm ấn phí, mong sách được lưu truyền rộng rãi. Trong tháng 8, thành Thiểm Tây bị vây hãm, tình thế rất đáng buồn. Cầu cứu giải vây để dùng hết số tiền ấy để cứu đói. Phàm có các thiện sĩ tùy ý quyên góp giúp đỡ ấn tống, 5-3.000 bộ vẫn gom thành đủ số. Nguyện những người bỏ tiền và những ai đọc tụng đều tiêu trừ nghiệp chướng, tăng cao nền phước, cửa nhà yên vui, thân tâm bình yên mạnh khỏe, sống dựa vào bậc thánh thác về Tây phương. Tổ tiên đã khuất hóa thân bao đời, đều nhờ lòng từ của Phật mà chứng được diệu tâm vốn có, can quả vĩnh viễn chấm dứt, lễ nghĩa nhân nhượng thịnh hành, nhân dân yên vui, thiên hạ thái bình, trọn báo tứ ân, giúp đều ba cõi, pháp giới chúng sanh cùng chứng Bồ đề. Phụ lục: Tòa thuốc thần hiệu bạch phàn cứu mạng. Bạch phàn còn gọi là minh phàn hoặc phàn thạch, phàm âm nhầm hà đồn hoặc hết thảy những món độc khác, hoặc do sự việc trái ngang bức bách, ý muốn coi rẻ mạng sống, toan tự tận, nuốt nhà phiến, tỳ xương đằng hoàng hết thảy những thứ có thể hủy hoại tạng phủ con người, khiến cho con người mất mạng, tức những thứ được đặt tên là độc vật, và uống lầm những loại thuốc độc vân vân, đều có thể dùng một cục bạch phàn nghiền nát, dùng nước sôi hòa tan, hòa thêm chừng mấy chén nước lạnh cốt sao nước phèn, vẫn giữ được tánh chất mùi vị chua rích đậm đặc là được. Tiền bảo người bị nạn uống mấy chén nước phèn ấy, chưa để một khắc đồng hồ sẽ ói hết sạch những thứ độc vật đã ăn vào, liền bảo toàn được tánh mạng. Nếu như ăn phải chất độc thời gian quá lâu, đổ nhiều nước phèn cho lọt vào bụng cũng vẫn có thể cứu chữa được. Dẫu cho tạng phủ đã bị hư hoại, cứu vãn không kịp cũng không có hại gì. Xét ra bạch phàn tánh mát, vị chua rít giải được các chất độc, vì thế rất thích hợp. Cũng có thể dùng bài thuốc này để chữa trị chứng hoắc loạn, bệnh dịnh tả. Bài thuốc này do y sĩ Phùng Văn Phù ở Thiên Tân trải hơn 10 năm kinh nghiệm áp dụng trăm lần đều công hiệu, nhiều lần chứng kiến hiệu quả thần kỳ, in toa thuốc lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu cứu giúp rộng khắp, quả thật là dụng tâm của người nhân từ, quân tử. Hơn nữa bạch phàn ở chỗ nào cũng mua được, giá lại phải chăng. Nguyện người đọc lưu tâm, dùng bài thuốc này làm phương tiện cứu người, công đức sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Để đem công đức cứu người ấy hồi hướng Tây phương, thì cũng có thể dùng làm duyên tăng thượng thủ thắng. 5. Những bài viết khác. 1. Lâm chung tam đại yếu, ba điều quan trọng nhất lúc lâm chung. Năm Dân Quốc 19, 1930. Điều bi thảm nhất trong thế gian không chi bằng cái chết, nhưng người trong khắp cả cõi đời không một ai may mắn thoát được. Vì vậy người có tâm muốn lợi mình lợi người chẳng thể không sớm lo liệu. Thật ra một chữ chết vốn chỉ là giả danh, do kỳ hạn của quả báo chưa cảm từ các nhân đời trước đã hết, nên bỏ tấm thân này rồi lại thọ cái thân khác vậy. Kẻ chẳng biết Phật pháp thì đúng là không tìm được cách gì, chỉ đành mặc cho nghiệp xoay chuyển. Nay đã được nghe pháp môn tịnh độ phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai,
thì phải nên tín nguyện niệm Phật, sắp đặt sẵn tư lương vãng sanh, hở mong được thoát được nỗi khổ luân hồi sanh tử xả huyễn, chứng được sự vui niết bàn, thường trụ chân thật. Nếu ai có cha mẹ anh em và các quyến thuộc mắc phải bệnh nặng, bệnh tình khó bề thuyên giảm, thì hãy nên phát tâm hiếu thuận từ bi khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương và trợ niệm cho họ để mong người bệnh nhờ đó, sau khi chết liền được sanh về tịnh độ. Sự lợi ích như thế làm sao diễn tả được. Nay tôi nêu lên ba điều trọng yếu để làm căn cứ hỏng thành tựu sự vãng sanh cho người lâm chung. Lời lẽ tuy thô phụng quê cạch, nhưng ý vốn lấy từ kinh Phật, gặp được nhân duyên này đều nên làm theo. Ba điều trọng yếu vừa nói đó chính là: một là khéo chỉ dạy an ủi khiến người sắp mất sanh chánh tín; hai là mọi người thay phiên niệm Phật để giúp tịnh niệm cho người sắp mất; ba là hết sức tránh giải động khóc lóc kẻo làm hỏng việc. Nếu có thể tuân theo ba pháp này để hành thì chắc chắn sẽ tiêu trừ được túc nghiệp, tăng trưởng tịnh nhân cá nhân để vãng sanh tịnh độ, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hễ đã được vãng sanh thì sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, dần dần tấn tu ắt sẽ đạt tới viên thành Phật quả mới thôi. Sự lợi ích như vậy hoàn toàn nhờ vào sức trợ niệm của quyến thuộc. Có thể làm được như thế mới là chân hiếu đối với cha mẹ, mới thật là chân đễ đối với anh em trai, chị em gái, mới thật là chân tử đối với con cái, mới thật là chân nghĩa chân huệ đối với bằng hữu và đối với mọi người. Dùng những điều ấy để vun bồi cá nhân tịnh độ của chính mình, khơi gợi lòng tin tưởng của những đồng nhân, lâu ngày chảy tháng nào có khó gì mà chẳng tập thành lề thói được. Này tôi sẽ trình bày từng điều một để chẳng đến nỗi có những điều không thích đáng lúc lâm chung vậy. Điều thứ nhất là khéo chỉ bày an ủi khiến cho người sắp mất sanh chánh tín. Thiết tha khuyên người bệnh buông xuống hết thảy, chỉ nhất tâm niệm Phật. Nếu như cần phải giao phó việc gì thì phải mau giao phó xong thì chẳng đếm xỉa đến nữa, chỉ nghĩ đàn này sắp theo Phật vãng sanh cõi Phật. Tất cả sự giàu sang vui sướng quyến thuộc thế gian, các thứ trần cảnh đều là chướng ngại, thậm chí khiến ta mắc hại. Vì thế chẳng nên sanh một niệm quyến luyến vướng mắc. Phải biết một niệm chân tánh của chính mình vốn chẳng có chết. Sự chết vừa mới nói đó chỉ là xả thân này để lại thọ cái thân khác mà thôi. Nếu chẳng niệm Phật thì sẽ phải thuận theo nghiệp lực thiện ác để lại thọ sanh trong nẻo lành đường dữ. Đường lành là trời người, đường ác là súc sanh ngạ quỷ địa ngục. Atula vừa gọi là đường lành vừa gọi là đường ác, vì họ tu nhân cảm quả đều là thiện ác xen tạp. Nếu như trong lúc lâm chung nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì do tâm niệm Phật trí thành ấy ắt quyết định cảm được Phật giấy lòng từ bi lớn lao, đích thần tiếp dẫn khiến cho ta được vãng sanh. Thêm nữa đừng nghi rằng ta là nghiệp lực phàm phu, chỉ do niệm Phật trong một thời gian ngắn sao lại có thể thoát khỏi sanh tử vãng sanh Tây Phương. Nên biết rằng vì Đức Phật đại từ bi nên dẫu là kẻ tội nhân thập ác ngũ nghịch rất nặng, lúc lâm chung tướng địa ngục đã hiện ra, mà nếu có thiện tri thức dạy cho niệm Phật bèn niệm 10 tiếng hoặc chỉ 1 tiếng thì cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hạng người ấy chỉ niệm mấy câu còn được vãng sanh, sao còn cho rằng ta nghiệp lực nặng nề, niệm Phật ít ỏi rồi sanh lòng nghi ư? Phải biết chân tánh vốn sẵn có của chúng ta và chân tánh của Phật chẳng hai, chỉ vì ta hoặc nghiệp sâu nặng nên chẳng thọ dụng được. Này đã quy mạng nơi Phật, như con nương về với cha, chính là trở về với quê nhà ta vốn sẵn có, chứ nào có phải là điều gì ra ngoài khả năng của ta đâu. Hơn nữa xưa kia Đức Phật đã phát nguyện, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu của ta mà trí tâm tin ưa, dẫu chỉ 10 niệm mà nếu chẳng được vãng sanh thì chẳng lấy ngôi chánh giác. Vì thế hết thảy chúng sanh lúc lâm chung phát tâm trí thành niệm Phật cầu sanh về Tây Phương thì không một ai là chẳng được Ngài rủ lòng từ tiếp dẫn, ngàn vạn phần chẳng được hoài nghi nữa. Hoài nghi tức là tự mình lầm lạc, họa ấy chẳng nhỏ đâu. Huống hồ liệt khỏi thế giới khổ não này sanh về thế giới vui vẻ kia là chuyện hết sức sung sướng. Hãy nên sanh tâm hoan hỷ, ngàn vạn phần chẳng được sợ chết, dẫu sợ chết vẫn chẳng thể không chết, lại còn đâm ra mất phần vãng sanh Tây Phương nữa vì tâm mình trái với tâm Phật rồi. Dẫu Phật sẵn lòng đại từ bi cũng không làm thế nào được đối với chúng sanh chẳng nương theo lời dạy của Phật. Vạn đức hồng danh của Phật A Di Đà giống như lò luyện lớn lao tội nghiệp trong nhiều kiếp của chúng ta, như một mảnh tuyết trong hư không,
Nghiệp lực phàm phu do bảy niệm Phật nên nghiệp liền tiêu diệt giống như mảnh tuyết ở gần bên lò lửa lớn, liền bị tiêu hết chẳng còn gì nữa. Và lại huống chi nghiệp lực đã tiêu thì bao nhiêu thiện căn sẽ tự nhiên tăng trưởng thù thắng, sao lại còn ngờ chẳng được vãng sanh và Phật chẳng đến tiếp dẫn nữa ư? Mềm mỏng uyển chuyển chỉ dạy an ủi như thế thì người bệnh sẽ có thể tự sanh tâm chánh tín. Đấy chính là những điều chỉ dạy cho người bệnh. Còn như những việc chí thành tận hiếu mà ta phải nên làm thì cũng chỉ chú trọng vào những điểm ấy, chớ nên thuận theo thói tục van cầu thần thánh, tìm thầy chạy thuốc. Mạng lớn đã sắp hết thì làm sao quỷ thần thuốc men giữ cho người ấy khỏi chết được. Nếu đã nhọc lòng vì những sự vô ích như thế thì lòng thành khẩn đối với một sự niệm Phật sẽ bị xen tạp, không cách gì cảm thông Đức Phật được. Nhiều kẻ lúc cha mẹ đâm chung chẳng tiết tiền của mời khá nhiều thầy thuốc đến khám, đấy gọi là mua tiếng hiếu, muốn được người đời khen ta tận hiếu đối với cha mẹ. Nào hay trời đất quỷ thần thật sự xét soi tường tận nỗi lòng. Vì vậy đối với những sự thuộc về chuyện tống táng cha mẹ mà quá sức phô trương thì nếu chẳng mắc thiên tai, ắt cũng bị nhân họa. Kẻ làm con chỉ nên chú trọng những gì thần thức của cha mẹ đạt được. Lời xưng tụng của người đời cố nhiên chẳng đáng cho kẻ sáng mắt, nhếch mép cười, lẽ đâu lại dốc lòng mong mỏi. Thật chỉ khiến cho ta mắc phải cái lỗi bất hiếu to lớn mà thôi. B. Thứ hai là mọi người thay phiên niệm Phật để giúp tịnh niệm cho người chết. Trước đó đã chỉ dạy người bệnh khiến cho kẻ ấy sanh chánh tín, nhưng vì người bệnh tâm lực yếu ớt, đừng nói trì hạn người lúc còn khỏe mạnh chưa bao giờ niệm Phật, chẳng dễ gì niệm liên tục lâu dài được. Ngay cả người chuyên trọng niệm Phật đến lúc ấy cũng hoàn toàn nhờ vào người khác trợ niệm thì mới có thể hữu hiệu. Vì vậy quyến thuộc trong nhà hãy nên cùng nhau phát tâm hiếu thuận từ bi, vì người ấy trợ niệm Phật hiệu. Nếu bệnh tình còn chưa đến nỗi sắp chết vào bất cứ lúc nào thì nên chia ban niệm Phật, nên chia thành ba ban, mỗi ban hạn định mấy người. Ban đầu tiên niệm Phật ra tiếng, ban thứ hai và thứ ba niệm thầm. Niệm một tiếng đồng hồ thì ban thứ hai niệm tiếp, ban thứ nhất, ban thứ ba niệm thầm. Nếu có chuyện nhỏ thì nên lo liệu trong lúc niệm thầm, còn trong lúc trực ban chọn chẳng nên bỏ đi. Ban thứ hai niệm xong, ban thứ ba niệm tiếp, xong rồi liền trở lại từ đầu. Niệm một tiếng, nghỉ hai tiếng như vậy thì niệm suốt cả ngày đêm cũng không mệt nhọc lắm. Phải biết, chịu giúp người đạt được tịnh niệm vãng sanh thì cũng sẽ được hưởng quả báo có người trợ niệm, chứ có nói chỉ vì cha mẹ nên mới phải tận hiếu như vậy. Đối với người dưng cũng nên vun bồi ruộng phước của chính mình, trưởng dưỡng thiện căn của chính mình thì mới đúng là cái đạo tự lợi, chứ chẳng phải chỉ vì người khác mà thôi. Thành tựu một người được vãng sanh tịnh độ chính là thành tựu một chúng sanh làm Phật, công đức như thế há thể nghĩ lường được ư? Ba ban liên tục tiếng niệm Phật chẳng ngớt, nếu sức bệnh nhân niệm được thì nâng theo đó, niệm nho nhỏ theo, chẳng thể niệm nổi thì lắng tai nghe kỹ, tâm không có niệm gì khác thì tự có thể tương ứng với Phật vậy. Tiếng niệm Phật chẳng nên quá to, niệm to sẽ hao hơi khó niệm lâu được, cũng chẳng thể quá nhỏ khiến cho bệnh nhân nghe chẳng rõ, chẳng nên niệm quá mau cũng chẳng nên quá chậm, quá mau bệnh nhân niệm chẳng theo nổi, dẫu có lắng nghe tiếng niệm cũng khó nghe rõ, quá chậm thì chẳng tiếp hơi nổi nên cũng khó có ích. Nên niệm chẳng lớn tiếng, chẳng nhỏ tiếng, chẳng dè dà, chẳng gấp gáp, từng chữ phân minh, từng câu rành mạch, khiến cho từng chữ từng câu lọt tai thấu dạ bệnh nhân, như vậy thì dễ có sức niệm theo. Đối với pháp khí dùng để niệm Phật chỉ nên dùng dẫn khánh, hết thảy các thứ khác nhất là chẳng nên dùng. Tiếng dẫn khánh trong trẻo khiến tấm lòng người nghe thanh tịnh, tiếng mõ trầm đục chẳng thích hợp cho việc trợ niệm khi lâm chung. Lại nữa, nên niệm Phật hiệu gồm 4 chữ, lúc bắt đầu thì niệm vài câu 6 chữ, rồi sau đó chuyên niệm 4 chữ A Di Đà Phật, chẳng niệm Nam Mô. Do ít chữ dễ niệm nên bệnh nhân sẽ niệm theo được hoặc nhiếp tâm lắng nghe, đều đỡ tốn tâm lực. Quyến thuộc trong nhà niệm như vậy, mà thỉnh thiện hữu bên ngoài đến thì cũng niệm như vậy. Dù nhiều người hay ít người đều phải niệm như thế, chẳng nên niệm một chốc lại ngưng nghỉ rồi lại niệm, khiến cho bệnh nhân niệm Phật gián đoạn. Nếu gặp lúc ăn cơm thì nên ăn vào lúc thay phiên, đừng ngớt tiếng niệm Phật. Nếu như lúc bệnh nhân sắp tắt hơi thì cả ba ban nên cùng niệm cho đến tận sau khi đã tắt hơi hẳn rồi mới lại chia ban niệm, chia ba ban niệm suốt 3 tiếng đồng hồ nữa, sau đấy mới ngưng niệm để lo liệu sắp đặt mọi việc. Trong lúc niệm Phật chẳng để cho bè bạn đến trước bệnh nhân thăm hỏi vỗ về,
Đã có lòng đến thăm thì hãy theo đại chúng niệm Phật mấy thời, ấy mới là tấm lòng yêu mến chân thật, có ích cho bệnh nhân. Còn nếu cứ theo thói tục thường tình thì chính là đã xô người ta xuống biển. Tình ấy tuy đáng cả, nhưng để xảy ra sự ấy thật đáng đau đớn. Toàn là cậy vào người chủ chốt hiểu rõ đạo lý, bảo trước với người đến thăm để khỏi tổn thương tình cảm, lại khỏi gây hại cho bệnh nhân bị phân tâm chẳng được vãng sanh vậy. C. Thứ ba là kiêng dè rời động khóc lóc để khỏi làm hỏng đại sự. Lúc người bệnh sắp chết chính là lúc phân biệt giữa thánh phàm người quỷ, tình trạng khác nào ngàn cân treo đầu sợi tóc, quan trọng cùng cực, chỉ nên dùng Phật hiệu để chỉ dạy thần thức của người ấy chọn chẳng nên tắm rửa thay áo hoặc rời chỗ nằm. Mặc kệ người ấy nằm ngồi như thế nào, cứ để yên người đó trong tư thế ấy, chẳng nên rời động chút nào, cũng chẳng nên đối trước người ấy mà lộ vẻ buồn bã thương xót hoặc đến nỗi khóc lóc, vì khi đó người sắp chết, thần chẳng tự chủ được hết lay động là toàn thân lẫn chân tay đều bị đau đớn như bị bẻ chặt giằng xé. Hễ đau đớn thì sanh tâm sân hận, nên tâm niệm Phật bị ngưng dứt, mang tâm sân hận ra đi, phần nhiều bị đọa vào độc loại, những loại vật hung dữ độc địa như rắn bỏ cạp rết, đáng sợ hãi quá sức. Nếu người sắp chết thấy thân quyến đau đớn khóc lóc thì tâm mến luyến phát sanh, nên tâm niệm Phật cũng bị ngừng nghỉ vì mang tâm ái luyến mà ra đi, nên đến nỗi đời đời kiếp kiếp chẳng được giải thoát. Lúc ấy có lợi nhất thì không gì bằng nhất tâm niệm Phật, điều gây hại nhất không chi bằng vọng động khóc than. Nếu như vọng động khóc than đến nỗi người chết sanh lòng sân hận hay mến luyến, thì dẫu có muốn sanh Tây Phương cả vạn trường hợp cũng chẳng được một. Thêm nữa, người sắp chết hơi nóng rút từ dưới rút lên trên là tướng siêu thăng, còn hơi nóng từ trên rút xuống dưới là tướng đoạn lạc. Vì vậy có thuyết: đảnh thánh nhãn thiên xanh, nhân tâm ngạ quỷ phúc, xúc sanh tất cái ly, địa ngục cước bạc xuất. Nhưng nếu mọi người trí thành trợ niệm thì người chết ác tự có thể sanh về thẳng về Tây Phương. Chẳng nên thăm dò nhiều lượt, khiến cho khi thần thức người chết chưa rời khỏi xác, có thể sẽ do bị kích thích như vậy mà tâm sanh phiền đau nên chẳng được vãng sanh. Lỗi lầm ấy thật là vô lượng vô biên. Xin các thân hữu ai nấy đều khẩn thiết niệm Phật, chẳng cần thăm dò hơi nóng cuối cùng bị lạnh đi ở chỗ nào. Kẻ làm con hãy nên lưu tâm điều này mới là hiếu thật sự. Nếu cứ thuận theo các tình cảm thông tục trong thế gian thì chính là xô người thân xuống biển khổ chẳng thương xót, mong một đũa vô tri vô thức xuống lại khen ngợi ta đã tận hiếu. Hiếu như vậy thì có khác chi là tình yêu của La Sát Nữ. Kinh dạy: La Sát Nữ ăn thịt người, bảo vì ta yêu ngươi nên ăn thịt ngươi. Kẻ vô tri kia thể hiện lòng hiếu khiến cho người thân mất vui bị khổ, há chẳng phải là giống hệt cái tình yêu người của La Sát Nữ hay sao? Tôi nói ra lời này chẳng phải là không đếm xỉa tình người, chỉ là muốn cho ai nấy đều xét rõ sự thực, có sao người chết vãng sanh, kẻ còn sống được phước để thỏa tấm lòng thành sắc son của con hiền cháu thảo thương yêu người thân. Chẳng ngờ lời lẽ dường như quá khích, người thương yêu cha mẹ thật sự ác sẽ lượng thứ cho. Thuyết: đảnh thánh nhãn xanh thiên là nói về khi người đã tắt hơi, toàn thân đã lạnh, chỉ còn đảnh đầu ấm thì ắt là siêu phàm nhập thánh liễu sanh thoát tử. Nhãn xanh thiên là nếu mắt và trán còn nóng thì sanh trong thiên đạo, riêng chỗ ngực còn ấm thì sanh vào nhân đạo, riêng bụng còn nóng thì sanh trong ngạ quỷ đạo, riêng đầu gối còn nóng thì sanh trong xúc sanh đạo, riêng bàn chân còn nóng thì sanh địa ngục đạo. Đấy là do hai nghiệp thiện ác đã tạo của người ấy lúc còn sống. Đến giờ đây cảm hiện như thế chứ chẳng thể dựa vào thế lực nào để làm giả ra như vậy được. Khi đó nếu bệnh nhân có thể trí thành niệm Phật, lại thêm sức của quyến thuộc và bạn lành trợ niệm, chắc chắn có thể đối nhiệm vãng sanh, siêu phạm nhập thánh vậy. Chẳng cần phải để ý, thử sờ xét nghiệm đến nỗi làm hỏng việc, mong mỏi lắm thay. 2. Tịnh độ chỉ yếu, chỉ bày những điều trọng yếu trong pháp môn tịnh độ. Nam Dân Quốc 20-1931. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt cả một đời Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn, thông nhiếp trọn vẹn lợi căn lẫn đột căn, bậc đẳng giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài được. Tội ý nhân nghịch ác cũng có thể dự vào trong ấy, chẳng đoạn hoặc nghiệp mà thoát khỏi luân hồi. Ngay trong một đời này quyết định lên cõi Phật, chúng sanh đời mà căn cơ kém hèn, bỏ pháp môn này làm sao yên được. Và những ai tu tịnh nghiệp
thì điều thứ nhất là phải giữ tịnh giới nghiêm ngặt, điều thứ hai là phải phát bồ đề tâm, điều thứ ba là phải đầy đủ lòng tín nguyện chân thật. Giới là cơ sở nền tảng của mọi pháp, bồ đề tâm là chủ soái của tu đạo, tín nguyện nhằm dẫn đường cho việc vãng sanh. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tín nguyện hạnh làm tông, không tin sao có thể phát nguyện cho được, không có nguyện làm sao khởi hạnh, không có diệu hạnh chỉ danh làm sao chứng điều đã tin, mãn điều đã nguyện cho được. Điều vãng sanh hay không, hoàn toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp, hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn. Tín nguyện hạnh như ba chân của cái đỉnh, thiếu một sẽ đổ nhào. Nếu chẳng chú trọng tín nguyện, chỉ mong trì danh cho đạt được nhất tâm, dẫu đạt được nhất tâm sâu xa, cũng có thể liễu sanh thoát tử. Vì sao vậy? Do phiền hoặc chưa hết sạch, chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử được. Tín nguyện đã không có, chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Đời có kẻ ham cao trụ xa, thường phô phang tự lực, miệt thị Phật lực, chẳng biết từ sống đến chết, không chuyện gì chẳng cậy vào sức người khác, nhưng chẳng lấy đó làm thẹn. Sao riêng đối với đại sự liễu sanh tử và Phật lực lại chẳng muốn tiếp nhận, chắc là mất trí điên cuồng nên mới đến nỗi như vậy. Hành giả tịnh tông hãy nên thống thiết răn rẻ, đối với pháp tác tu trì hãy nên thường, như con nhớ mẹ, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, qua lại một câu Phật hiệu miên miên mật mật, dẫu gặp bất cứ sự duyên nào cũng chẳng để cho gián đoạn, nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Người làm được như thế chắc chắn vãng sanh. Lại phải nên tâm niệm nhân từ rộng lượng, tánh khí khiêm nhường thuận thảo, nhẫn được những điều người khác chẳng thể nhẫn, hành được những điều người khác chẳng thể hành, chịu cực nhọc thế cho người khác, thành tựu điều tốt đẹp cho người ta, thường nghĩ mình sai quấy, được bả lỗi của kẻ khác. Bậc đẳng giác Bồ Tát trong 12 thời lễ 10 phương Phật để sám trừ tốt nghiệp, huống là kẻ còn đang trong địa vị phàm phu. Hãy nên thường hổ thẹn, nào dám ỷ y, nếu ỷ y dẫu có tu trì, thảy đều thuộc về ma nghiệp. Con người như thế chớ nên thân cận, để khỏi đến nỗi lâu ngày đều bị biến đổi giống như họ. Phải vâng giữ chắc tùng chỉ, chẳng bị xoay chuyển bởi kinh giáo và lời lẽ của thiện tri thức, rồi bỏ pháp này tu pháp khác. Pháp môn này chính là pháp môn tổng chỉ, thành thủy thành trung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, giới hóa độ chúng sanh. Hết thảy pháp môn không pháp nào chẳng từ pháp giới này lưu xuất, hết thảy hạnh môn không môn nào chẳng trở về pháp giới này. Vì thế pháp này được chín giới cùng hướng về mười phương chung khen ngợi, ngàn kinh đều triển dương, muôn luận cùng tuyên nói: bọn ta là hạng mạt học, sao lại lập dị tự chuốc lấy tội khiên, tự lầm lầm người ư? Nguyện hãy suy nghĩ sâu xa, xin hãy suy nghĩ sâu xa. Bà trình bày ý nghĩa ẩn kín nơi cuốn hành dương nhật khóa của Lâm Văn Trung Công, năm Dân Quốc 23, 1934, xem cặn kẽ khắp những bậc đại trung đại hiếu thuở xưa, lập đại công dựng đại nghiệp, đạo cha chủ thời ấy, đứng thấu đến hậu thế, hạ khí lấp trời đất, lòng tinh trung, mà nhật nguyệt đều do học Phật đắc lực mà ra. Những nhà nho trong cõi đời chẳng biết gốc đạo, chỉ thấy được dấu vết đã bộc lộ, chẳng biết đến cội nguồn của cái tâm, khiến cho cái gốc bị ẩn kín chẳng hiển lộ, tiềm tàng chẳng tỏ rõ. Do những nho sĩ câu nệ thường đố kỵ Phật, nên những vị danh nhân phần nhiều chú trọng tiềm tu mật chứng chẳng tự bộc lộ. Nếu xem kỹ hành vi của bọn họ, ắt sẽ có những điểm chẳng thể giấu được. Nếu con cháu chẳng đầy đủ tránh tri kiến, ăn chỉ sợ bị kẻ tục nho chê cười, nên cũng chẳng chịu xiển dương. Do nhân duyên này khiến cho tiềm đức vu quang ẩn mất, không được nghe đến nhiều lắm. Trong bộ Kiệm Đường Thư, phàm những sự tích về Phật pháp và ngôn luận trao đổi giữa các bậc sĩ đại phu và cao tăng đều được chọn lọc những điều trọng yếu để ghi chép lại. Ông Dương Tu soạn bộ Tân Đường Thư đã gạt bỏ hơn 2.000 điều. Bộ Ngũ Đại Sử cũng vậy, ấy là do chỉ sợ thiên hạ đời sau biết Phật pháp hữu ích cho thân tâm tánh mạng, cho nền chính trị của nước nhà, rồi sẽ học theo. Những sử quan khác đa phần thuộc loại chi kiến hẹp hòi câu nệ ấy. Vì vậy sự tiềm tu mật chứng của những bậc đại nhân sư kia đều chẳng được biết đến. Văn Trung Công Lâm Tác Từ học vấn trí thức, trí khí tiết tháo trung nghĩa đều ít thấy trong đời thanh trước kia. Tuy bận bịu việc nước, không chẳng hề gián đoạn việc tu trì tịnh nghiệp chút nào. Vì học Phật chính là căn bản của học vấn, trí khí tiết tháo trung nghĩa vậy. Đã có được căn bản này thì ứng xử đều thích đáng, xử sự đều hợp lẽ. Đấy chính là nguyên do vì sao bậc đại nhất đời xưa vượt trội những hạ tầm thường. Một bữa nọ, chắt của Văn Trung Công là ông Tường
tự là Bích Dư, đưa cho tôi xem cuốn kinh gồm các bài kinh chú Di Đà, Kim Cang Tâm Kinh, Đại Bi do Văn Trung Công đã đích thân viết, trang bìa ghi Tịnh Độ Tư Lương. Trên mặt cái hộp đựng sách để hành dư nhật khóa, khóa tụng hàng ngày trong lúc ngồi xe. Đủ biết Văn Trung Công ngầm tu pháp môn tịnh độ, tuy ra vào đi lại vẫn chẳng chịu bỏ phế. Do dùng để chỉ tụng lúc đi xe, cuốn kinh ấy chỉ dài khoảng 4 tấc, rộng 3 tấc. Chữ viết cung kính mực thước, không một nét bút nào cầu thả. Đủ thấy lòng cung kính chí thành của ông chẳng dám coi thường chảnh mảng chút nào. Bản kinh ấy mỗi trang gồm 6 hàng, mỗi hàng gồm 12 chữ. Bích Dư sợ thủ bút của tiên nhân lâu ngày bị mất đi, liền cho sắp xếp thành sách in theo lối thạch bản để mong được lưu truyền trong nhân sĩ các giới. Ngõ hầu mọi người đều biết Văn Trung Công suốt đời tu trì, có sao ai nấy gặp việc nhân chẳng nhường, thấy người hiền mong được bằng. Do vậy sẽ cùng mong vượt ngũ trược lên chín phẩm. Ông Bích Dư sai Quang Lược Thuật nguyên ủy. Quang từ bé đã nghe danh ngưỡng vọng Văn Trung Công, nay biết ông tu chỉ nghiêm mật như thế, thật có thể nói là bậc thừa nguyện tái lai, hiện thân tể quan để thuyết pháp. Nguyện những người thấy nghe sẽ nhất trí tiến hành, cùng nói theo vết chân, thì quốc gia may mắn lắm, mà nhân dân cũng may mắn lắm thay.